Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh hôm thứ Hai ngày 2 tháng 1 năm 2023. Trong chương trình thời sự tối nay gồm có những nội dung đáng chú ý sau. Huyện ủy Tiểu Cần và Huyện ủy Châu Thành tổng kết tình hình thực hiện nghị quyết năm 2022 gắn với xây dựng triển khai nghị quyết năm 2023. Trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch năm 2022, các điểm du lịch trong tỉnh Trà Vinh đón hàng ngàn lượt du khách đến tham quan du lịch. Trong đó, hai điểm đón khách đông nhất là Đền thờ Bắc Hồ và khu du lịch biển Ba Động. Vị khách mời của chương trình trả lời ý kiến công dân hôm nay là ông Lâm Hữu Phúc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh. Sau đây là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị và các bạn, Huyện ủy Tiểu Cần vừa tổ chức hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nghị quyết năm 2022 gắn với xây dựng triển khai nghị quyết năm 2023 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện. Đồng chí Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đến dự hội nghị. Năm 2022, Huyện ủy thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Tiêu biểu như huy động vốn toàn xã hội vượt 20%, thu ngân sách nhà nước vượt 40% chỉ tiêu được giao, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia vượt 400%, phát triển đảng viên mới vượt 20%, phát triển doanh nghiệp đạt 100%. Cơ cấu kinh tế có bước chuyển biến tích cực với những chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch. Xây dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng đô thị đạt nhiều kết quả quan trọng, giải quyết tốt các vấn đề văn hóa xã hội, y tế giáo dục, quốc phòng an ninh được giữ vững ổn định. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, tăng cường. Việc triển khai quán triệt và cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh ủy kịp thời, nghiêm túc. Công tác kiểm tra giám sát được tăng cường, tinh thần đoàn kết dân tộc tôn giáo, đoàn kết giữa đảng, chính quyền và nhân dân được phát huy. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phương, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy yêu cầu lãnh đạo các chi đảng bộ tập trung thảo luận, tìm giải pháp khắc phục nhanh, có hiệu quả những hạn chế của năm 2022. Đồng thời nâng cao hiệu quả trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành, theo phương châm của tỉnh ủy, đoàn kết, kỷ cương, hành động sáng tạo, đột phá phát triển. Đẩy nhanh tốc độ thực hiện các mục tiêu cơ bản về đô thị, tạo đà cho việc xây dựng thành công huyện nông thôn mới nâng cao, đô thị loại 4 và thị xã trực thuộc tỉnh vào năm 2025. Trong đó, nhiệm vụ trước mắt cần tập trung năm 2023 là phấn đấu tốc độ tăng trưởng đạt giá trị sản xuất tăng từ 12%, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 58,5 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội 2.650 tỷ đồng, vận động thành lập mới 40 doanh nghiệp, tạo việc làm mới cho 3.000 lao động, kéo giảm 0,19% hộ nghèo. Phấn đấu tổng thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 82 triệu đồng một người một năm. Kết nạp 100 đảng viên mới, 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ, 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Xây dựng 100% cơ quan đơn vị và 100% xã thị trấn đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự, vững mạnh về quốc phòng. Đồng thời tiếp tục nhân rộng và phát huy phong trào toàn dân phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh tổ quốc, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương. Huyện ủy Châu Thành vừa tổ chức hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nghị quyết năm 2022 và xây dựng nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và xây dựng hệ thống chính trị năm 2023. Đến dự có bà Nguyễn Thị Minh Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trà Vinh. Năm 2022, Huyện ủy Châu Thành thực hiện đạt và vượt 21 trên 22 chỉ tiêu nghị quyết năm 2022. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm củng cố kiện toàn. Thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác phát triển đảng viên vượt chỉ tiêu nghị quyết. Quan tâm chỉ đạo công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đảng viên, tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên đề, cập nhật kiến thức cho cán bộ đảng viên theo kế hoạch. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt việc thích ứng an toàn linh hoạt trong điều kiện bình thường mới, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội như sản xuất nông nghiệp, nâng chất lượng hoạt động hợp tác xã, xây dựng sản phẩm OCOP, phát triển doanh nghiệp, thu ngân sách, tạo điều kiện để doanh nghiệp khôi phục lại sản xuất. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục giữ vững ổn định. Hội nghị đã dành nhiều thời gian cho các đại biểu thảo luận đóng góp vào những nhiệm vụ và giải pháp nhằm nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt 22 trên 22 chỉ tiêu Huyện ủy Châu Thành đề ra năm 2023 trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, môi trường, quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị, nhằm thực hiện đạt mục tiêu của nghị quyết năm 2023 của Huyện ủy là tiếp tục đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động sang công nghiệp, thương mại, dịch vụ, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư các khu vực quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, tập trung xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành các cấp chính quyền,
đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ngành đoàn thể chính trị xã hội và đoàn viên hội viên các đoàn thể, củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Quỳnh Công Lập, tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Châu Thành yêu cầu các cấp ủy đảng, các phòng ban ngành huyện giải quyết kịp thời những vướng mắc trong thực hiện chính sách hỗ trợ tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, rà soát bổ sung các dự án đầu tư trung hạn, có sự phối hợp liên kết giữa các địa phương để phát huy thế mạnh từng vùng, làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công tác quản lý cơ sở mai gia công trên địa bàn. Về công tác xây dựng đảng, Bí thư Huyện ủy đề nghị các cấp ủy đảng quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là thực hiện sinh hoạt chuyên đề nhằm kịp thời giải quyết các vấn đề nóng bỏng, thực hiện nhiệm vụ của cơ quan đơn vị, tăng cường công tác quản lý đảng viên, công tác kiểm tra giám sát đối với chi bộ cơ sở. Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Trong năm 2022, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh tổ chức thực hiện các sự kiện quan trọng của tỉnh như đêm lễ hội đón giao thừa năm 2022, lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh gắn với các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại du lịch, chương trình nghệ thuật tuần văn hóa Campuchia, các lễ hội truyền thống, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức tham gia các sự kiện xúc tiến quảng bá du lịch tỉnh, tổ chức thành công đại hội thể dục thể thao tỉnh Trà Vinh lần thứ 7 năm 2022, tiếp và làm việc với các đoàn khảo sát, tham quan thực tế và trao đổi học tập kinh nghiệm phát triển du lịch cộng đồng tại Trà Vinh. Năm 2023, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo cấp ủy các chi bộ trực thuộc triển khai, quán triệt, thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy đảng đến các đảng viên, tiếp tục tuyên truyền phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh ủy về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, chỉ đạo cấp ủy các chi bộ quan tâm đến công tác xây dựng đảng, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ đảng viên, quan tâm công tác bồi dưỡng nguồn đoàn viên ưu tú, đề nghị cấp ủy đảng xem xét kết nạp, chỉ đạo công tác tổ chức quy hoạch cán bộ, chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác phê bình và tự phê bình đối với tập thể và cá nhân, xây dựng và triển khai thực hiện các mô hình quy chế dân chủ, dân vận khéo, mô hình học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời tổ chức khen thưởng biểu dương nhân rộng các mô hình đạt hiệu quả thiết thực. Ủy ban nhân dân huyện Dương Hải vừa tổ chức họp mặt gặp gỡ các doanh nghiệp dịp đầu năm mới 2023, dự họp mặt có ông Phan Văn Nhận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Dương Hải. Trong năm qua, với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của các doanh nghiệp đã giúp cho huyện Dương Hải triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2022 đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong năm, giá trị sản xuất chung của huyện trên 8.226 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước 697 tỷ đồng, có 6 sản phẩm được đánh giá đạt chuẩn OCOP chuẩn 3 sao. Năm 2023, theo dự báo là tình hình kinh tế xã hội của huyện tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Các dự án đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành đưa vào sử dụng. Một số dự án trọng điểm cũng khẩn trương xây dựng như dự án tuyến đường số 5, dự án luồng tàu bến phà kết nối 4 xã đảo với trung tâm hành chính huyện. Các dự án đầu tư trong khu kinh tế Định An sẽ tạo thêm động lực thúc đẩy kinh tế của huyện tiếp tục phát triển. Thay mặt Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Dương Hải, ông Kim Chí Hòa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ghi nhận và biểu dương sự chung tay đóng góp của các tổ chức cá nhân, các doanh nghiệp trong và ngoài huyện đã góp phần quan trọng cho kinh tế, văn hóa xã hội của huyện phát triển trong những năm qua. Qua đó kêu gọi các cơ sở sản xuất kinh doanh, quý doanh nghiệp trong và ngoài huyện tiếp tục quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện cho huyện thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2023. Tại buổi họp mặt, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, các doanh nghiệp trong và ngoài huyện đã đóng góp tiền mặt và hiện vật, thể hiện nghĩa cử cao đẹp trong việc góp phần cùng đảng bộ, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội của huyện. Trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch năm 2023, các điểm du lịch trong tỉnh Trà Vinh đón hàng ngàn lượt du khách đến tham quan du lịch. Trong đó, hai điểm đón khách đông nhất là Đền thờ Bác Hồ và khu du lịch Biển Ba Động. Trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch năm 2023, Đền thờ Bác Hồ tại ấp Vĩnh Hội, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh đã đón hơn 1.000 lượt khách đến đây tham quan, viếng bác. Khách đến đây ngoài đồng bào các địa phương trong tỉnh, còn có nhiều đoàn đến từ các tỉnh thành lân cận về đây tham quan và viếng Đền thờ Bác. Ban quản lý di tích tỉnh đã cử cán bộ trực tại đây trong các ngày nghỉ Tết, đồng thời làm tốt công tác hướng dẫn và thuyết minh cho du khách đến tham quan, tìm hiểu về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đền thờ Bác Hồ, tại ấp Vĩnh Hội, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, toàn bộ khu di tích rộng 5,4 hectare. Bên trong, ngôi đền được phục chế lại theo đúng nguyên trạng kim tốn đơn sơ, với kích thước 4x4m,
bằng khung gỗ, mái lợp lá, dách tôn, được bao quanh bởi những tán còng cổ thụ ngày nào che chở ngôi đền. Bên ngoài là hồ nước rộng lớn bao quanh khuôn viên cây xanh rợp mát, cùng nhiều loại hoa cây trái đặc trưng của đất Nam Bộ, quanh năm khoe hương sắc, tạo nên khu tham quan hấp dẫn. Cảnh vật tuyệt đẹp nơi đây là minh chứng cho sự chu đáo, nghiêm túc trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu, bảo vệ ngôi đền. Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Trà Vinh được Bộ Văn hóa Thông tin nên là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia vào năm 1989. Tại khu du lịch Biển Ba Động, xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch, lượng khách du lịch đến tham quan vui chơi giải trí tăng nhiều so với ngày thường và những ngày nghỉ cuối tuần, đặc biệt là khách du lịch ngoài tỉnh biết đến Ba Động và đến đây tham quan vui chơi giải trí ngày càng nhiều. Qua thông tin quảng bá từ các phương tiện truyền thông và bạn bè gần xa, chị Nguyễn Thị Dung ở tỉnh Bình Dương đã biết đến khu du lịch Biển Ba Động của tỉnh Trà Vinh. Để được trực tiếp đến tham quan và thỏa thích ngắm những dải trụ tua bin điện gió đẹp được xây dựng trải dài bên bờ biển, gia đình chị đã lên kế hoạch từ trước và quyết định đến vui chơi giải trí vào những ngày nghỉ Tết dương lịch này. Khi tận mắt nhìn thấy, chị Dung rất thích thú. Em ở Bình Dương, em tới đây lần đầu tiên mà em xuống đây chơi. Em cảm thấy biển đẹp và em cũng thích. Có thể em sẽ tới đây nữa. Thời gian gần đây mà không biết chừng nào thôi. Theo đại diện công ty du lịch Kiên Giang SJ, một trong những đơn vị tham gia đầu tư khai thác tại khu du lịch Ba Động cho biết, trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch năm nay, lượng du khách đến tham quan và vui chơi tăng hơn so với những ngày thường và vào những ngày nghỉ cuối tuần. Đặc biệt là Ba Động là ngày càng thu hút nhiều du khách đến từ các tỉnh thành trong khu vực và cả nước để đến vui chơi tắm biển và ngắm cảnh đẹp từ những công trình điện gió trên vùng biển của tỉnh. Tôi ở Vĩnh Long. Qua đây chị thấy cái cảnh đẹp như đây như thế nào? Qua đây thì thấy cảnh đẹp, biển ở ngoài nó dỗ vô rất là đẹp mà nó cũng sạch nữa. Biển ở đây đẹp. Với người dân buôn bán thấy nó cũng vui vẻ, nó không có ấy. Nó dễ mua gì đồ. Thấy cảnh này rất đẹp và thoải mái. So với những chỗ khác tôi thấy như thế nào? Đẹp hơn tất cả. Đây là coi như là ở đây là tốt đẹp. Theo nhiều du khách, sở dĩ lượng khách đến biển Ba Động ngày một đông, bên cạnh vẻ đẹp được tô thêm từ những công trình điện gió, thì việc tham gia đầu tư của các công ty du lịch cũng như người dân địa phương với cung cách phục vụ chu đáo, vui vẻ và giá cả hợp lý cũng là một nguyên nhân được du khách gần xa ưa chuộng và chọn làm điểm đến trong những ngày nghỉ lễ. Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Trà Vinh vừa kết hợp với Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện Cầu Kè và chính quyền địa phương tổ chức tặng quà Tết cho 20 hội viên người cao tuổi nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phong Phú, huyện Cầu Kè. Mỗi cụ nhận được một phần quà bằng tiền mặt 600.000 đồng, với tổng kinh phí trao tặng lần này là 12 triệu đồng. Do Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam vận động quỹ Thiện Tâm ở quận Long Biên, thành phố Hà Nội hỗ trợ. Thông qua việc làm ý nghĩa trên nhằm giúp cho người cao tuổi nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phong Phú giảm bớt phần nào khó khăn trước mắt để có điều kiện vui xuân đón Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023. Theo Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Trà Vinh, đợt trao tặng quà Tết lần này trên địa bàn tỉnh có 100 hội viên người cao tuổi nghèo có hoàn cảnh khó khăn ở các huyện Cầu Kè, Trà Cú và Cầu Ngang được trao tặng quà với tổng kinh phí 60 triệu đồng do Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam vận động quỹ Thiện Tâm đóng góp trao tặng. Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Trà Cú vừa tổ chức đêm văn nghệ kỷ niệm 76 năm ngày giải phóng huyện Trà Cú lần thứ nhất 31 tháng 12 năm 1946, 31 tháng 12 năm 2022 và chào mừng năm mới 2023. Đêm văn nghệ diễn ra với 23 tiết mục gồm tân nhạc, cổ nhạc, múa do Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Trà Cú dàn dựng công phu mới lạ với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi mùa xuân, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, truyền thống yêu nước, người tốt việc tốt trong lao động sản xuất. Qua đây nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần kiên cường bất khuất trong đấu tranh giải phóng huyện Trà Cú cho các thế hệ hôm nay, đồng thời đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn nghệ của nhân dân, khích lệ tinh thần thi đua học tập, lao động để vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tích trong năm 2023. Công ty Điện lực Trà Vinh vừa tổ chức khởi công và nghiệm thu 9 công trình thắp sáng đường quê tại chính quyền thị xã thành phố với tổng chiều dài toàn tuyến là gần 18 km với trên 460 bóng đèn LED, tổng trị giá 225 triệu đồng do Công ty Điện lực Trà Vinh hỗ trợ kinh phí, cột điện, còn ngày công lao động do địa phương đối ứng. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống ngành điện lực Việt Nam, 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Quý Mão 2023.
việc khởi công xây dựng và đưa vào sử dụng 9 công trình thắp sáng đường quê tại 9 huyện, thị xã, thành phố nhằm góp phần cùng với các địa phương hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, giúp bà con có điện chiếu sáng đi lại thuận tiện vào ban đêm, hạn chế tai nạn giao thông, hạn chế tình trạng trộm cắp, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và xây dựng tuyến đường xanh sạch đẹp tại địa phương, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và làm thay đổi diện mạo nông thôn. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 2 tháng 1 năm 2023, nhân dịp bước vào đầu năm mới, những người thực hiện chương trình trả lời ý kiến công dân xin chúc lãnh đạo tỉnh và quý khán giả của chương trình năm mới an khang thịnh vượng. Và cũng xin chân thành cảm ơn các cấp lãnh đạo, quý khán giả đã quan tâm chỉ đạo, đồng hành giúp chúng tôi hoàn thành tốt chương trình trong suốt thời gian vừa qua. Kính thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, tỉnh ta rất quan tâm đến phát triển ngành du lịch. Coi đây là một trong những ngành quan trọng để góp phần phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh nhà. Từ đó, ngành du lịch của tỉnh đã có bước phát triển đáng kể, nhất là trong năm 2022 sau khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát. Nhân dịp bước sang năm mới, chương trình trả lời ý kiến công dân hôm nay có cuộc phỏng vấn ông Lâm Hữu Phước, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh, xoay quanh về phát triển du lịch phục vụ du khách trong dịp năm mới, nhất là dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trước hết thì chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn ông Lâm Hữu Phúc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh đã dành thời gian tham gia chương trình hôm nay. Và thưa ông, trong thời gian gần đây thì chương trình cũng nhận được nhiều ý kiến của người dân bày tỏ sự phấn khởi về kết quả của ngành du lịch tỉnh Trà Vinh trong năm 2022. Vậy thì nhân chương trình hôm nay xin ông cũng cho biết cụ thể về những kết quả này ạ. Trước tiên thì thay mặt Ban Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh xin chân thành cảm ơn cái sự quan tâm, theo dõi cũng như là góp ý của bà con nhân dân trong cái thời gian qua đối với cái lĩnh vực phát triển du lịch của tỉnh nhà. Thì khi mà cái tình hình dịch bệnh được kiểm soát, đồng thời là thực hiện theo cái chỉ đạo là của chính phủ là ngày 15 tháng 3 chúng ta mở cửa du lịch để đón khách, thì Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có cái sự chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cũng như là Bộ Văn hóa ban hành các cái văn bản, các cái chương trình, các cái kế hoạch hành động để là phục hồi cái ngành du lịch của tỉnh nhà. Thì trên cơ sở đó thì chúng tôi phối hợp với Tổng công ty Hàng không Việt Nam cũng như là các cái Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch của 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Hiệp hội Du lịch đồng bằng sông Cửu Long cũng như là Hiệp hội Du lịch các tỉnh, cụ thể phối hợp với Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh để là tổ chức các cái hoạt động xúc tiến quảng bá về các cái sản phẩm du lịch của Trà Vinh, các cái tour tuyến. Song song đó thì chúng tôi tổ chức các cái đoàn farm trip là khảo sát về các cái tour tuyến cũng như là các cái sản phẩm du lịch của Trà Vinh để là các công ty lữ hành, các cái doanh nghiệp đến với Trà Vinh tìm hiểu và ký kết với các cái công ty du lịch ở Trà Vinh khai thác các cái tour tuyến và đưa khách về đến Trà Vinh. Thì song song đó thì chúng tôi cũng tiếp tục tổ chức các cái buổi tọa đàm về liên kết phát triển du lịch. Từ những cái hoạt động đó thì du lịch của Trà Vinh có những cái bước khởi sắc. Trong năm nay thì phải nói rằng là số lượng mà khách đến với Trà Vinh là cái số khoảng 1,4 triệu lượt khách với cái tổng doanh thu khoảng 900 tỷ đồng. Đây là một cái con số rất là phấn khởi đối với ngành trong cái năm 2022. Và cái số này cũng đã minh chứng được cái quá trình hoạt động cũng như là tham mưu tổ chức các cái tour tuyến thành công ở Trà Vinh, góp phần cho phát triển cái kinh tế văn hóa xã hội của tỉnh nhà. Vâng, thưa ông, để đạt những kết quả như ông vừa nêu thì có thể khẳng định vai trò cũng như là đóng góp của người dân vào ngành du lịch của tỉnh Trà Vinh rất quan trọng. Vậy thì ông chia sẻ về vấn đề này như thế nào ạ? Chúng tôi xác định là xây dựng cái du lịch mà dựa trên cái nguồn tài nguyên có sẵn của tỉnh và mang một cái nét đặc trưng khác so với các tỉnh, thì chúng tôi xác định người dân là cái người trực tiếp
làm du lịch và hưởng lợi về cái lĩnh vực mà du lịch. Bên cạnh đó thì chúng tôi tập huấn, hỗ trợ, hướng dẫn cho bà con từ khâu đón tiếp, từ khâu tổ chức tour tuyến, từ khâu là phục vụ các cái món ăn cho du khách. Nói chung là tất cả các cái hoạt động về cái du lịch cộng đồng thì người dân đều là trực tiếp làm du lịch. Đối với Trà Vinh đó, trong cái thời gian qua thì chúng tôi hình thành được hai cái điểm đến, đó là điểm du lịch cộng đồng Cồn Chim và cái mô hình du lịch cộng đồng dựa vào cái dân, đó là cái điểm Cồn Hô. Hai cái điểm này thì hầu hết là bà con là người trực tiếp làm du lịch. Đối với Cồn Chim thì có khoảng 60% bà con sinh sống trên cồn là làm du lịch. Đối với Cồn Hô là khoảng 30% bà con trên cồn là làm du lịch. Đây là một cái nét mới. Và qua đó thì chúng tôi cũng đã đón tiếp trên 10 cái lượt đoàn ở từ Hà Nội, Yên Bái, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hậu Giang, dân dân để đến và tìm hiểu, học tập về cái mô hình phát triển cái du lịch cộng đồng mà chính người dân là làm du lịch. Đây là một cái điều mới, cái điểm mới đối với du lịch Trà Vinh, và chúng tôi xác định đây là một cái hướng để chúng tôi tiếp tục hình thành các cái điểm đến, các cái điểm đến còn lại của các huyện thị. Vâng, vậy thì theo ông là trong dịp cuối năm cũng như là dịp Tết Nguyên Đán này thì khách du lịch khi đến với Trà Vinh thì sẽ được phục vụ như thế nào và những điểm đến nào được xem là lý tưởng nhất ạ? Thì để chuẩn bị cho cái hoạt động mừng Đảng mừng Xuân thì trong đó có cái khai thác phát triển cái du lịch, thì Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng chỉ đạo cho Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện thị thành phố phối hợp với các cái đơn vị trực thuộc của sở để là hướng dẫn cũng như là hỗ trợ cũng như là giúp đỡ cũng như là kiểm tra các cái điểm mà du lịch, các cái công ty lữ hành để là làm như thế nào đó chúng ta cố gắng chỉnh trang lại các cái điểm đến, đồng thời đảm bảo cái cảnh quan môi trường, tạo một cái luồng không khí mới, sinh khí mới để là thu hút khách du lịch. Bên cạnh đó thì đảm bảo về cái an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo cái an toàn an ninh trật tự trong các quá trình đón khách. Và các cái điểm đến đặc biệt thì phải niêm yết cái giá cả công khai, bán đúng cái giá, tránh cái trường hợp mà gây khó khăn cho khách hàng cũng như là du khách, đó là cái tình trạng mà chặt chém. Thì chúng tôi cũng chỉ đạo thanh tra Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với các cái cơ quan chuyên môn để là tiến hành kiểm tra, thanh tra các cái cơ sở mà phục vụ du khách cũng như là khai thác cái du lịch, đảm bảo như thế nào đó là phục vụ tốt nhất cho bà con khi đến với Trà Vinh. Đặc biệt là đến với Trà Vinh thì chúng ta có những cái điểm mà du lịch tiêu biểu như là khu di tích đền thờ Bác Hồ, khu văn hóa ao Bà Ôm, khu du lịch Quỳnh Kha, điểm du lịch cộng đồng Cồn Chim, mô hình du lịch Cồn Hô và một số điểm tiêu biểu khác. Đặc biệt là khai thác các cái di tích cấp tỉnh, cấp quốc gia và cái kiến trúc, cái không gian của 143 ngôi chùa của đồng bào dân tộc Khmer để chúng ta giới thiệu đến du khách nhân cái dịp mừng Xuân năm 2023. Vâng, thưa ông, từ đầu chương trình đến giờ thì chúng ta nhắc nhiều đến vai trò của người dân đối với việc phát triển du lịch. Vậy thì xin ông cũng cho biết trong thời gian tới thì tỉnh ta sẽ có những chính sách gì để hỗ trợ người dân phát triển du lịch. Đây cũng là một vấn đề người dân cũng đang rất quan tâm ạ. Chúng tôi tiếp tục tham mưu Ủy ban dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành cái nghị quyết 01 về một số cái chính sách hỗ trợ cho phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025. Thì đối với cái nghị quyết này là có 11 cái nhóm nội dung để hỗ trợ cho bà con, cũng như là mua sắm phương tiện, rồi bãi xe, rồi trang trí cái không gian, rồi xây dựng homestay, rồi một số cái nội dung khác rất là cụ thể trong cái nghị quyết để là kịp thời đồng hành với các cái hộ dân, các cái công ty lữ hành cũng như là các cái doanh nghiệp để thúc đẩy tiếp tục phát triển cái du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Thì đến hôm nay thì chúng tôi đã tiếp nhận
12 cái hồ sơ nộp về sở để là hưởng cái hỗ trợ theo nghị quyết 01 thì chúng tôi đã thẩm định xong, và khi hoàn chỉnh cái hồ sơ thì chúng tôi sẽ giải ngân hỗ trợ cho bà con để đầu tư các cái hạng mục là tiếp tục góp phần cho phát triển du lịch tỉnh Trà Vinh trong cái thời gian tới một cách hiệu quả. Vâng, xin cảm ơn những thông tin từ ông, và một lần nữa thì chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình hôm nay. Thì trước thềm năm mới, cũng thay mặt ngành văn hóa thể thao và du lịch xin trân trọng cảm ơn cái sự quan tâm lãnh chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh, sự phối hợp nhịp nhàng của các sở ngành, đặc biệt là sự quan tâm đồng hành theo dõi cũng như là góp ý của bà con nhân dân trong cái thời gian qua đối với ngành du lịch của tỉnh nhà. Và rất mong trong cái thời gian tới là ngành tiếp tục nhận được cái sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ cũng như là đóng góp để du lịch Trà Vinh ngày càng phát triển. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự tối nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Theo tin từ Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Trà Vinh, dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, ngày 3 tháng 1 năm 2023, nhiều mây, có mưa rào nhẹ vài nơi, sáng sớm trời hơi se lạnh và có nơi có mù nhẹ, ngày nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 32 độ. Mực nước trên các sông chính trong tỉnh, trên sông Cổ Chiên tại Chàm Trà Vinh 173 cm, cao hơn ngày hôm nay 4 cm. Trên sông Hậu tại thị trấn Cầu Quan 165 cm, cao hơn ngày hôm nay 3 cm. Độ mặn cao nhất trên sông Long Toàn tại Long Toàn 10/1000, lớn hơn ngày hôm nay 0.6/1000. Độ mặn cao nhất trên sông Hậu tại Trà Kha 3.5/1000, lớn hơn ngày hôm nay 0.5/1000. Tại Cầu Quan nhỏ hơn 1/1000. Độ mặn cao nhất trên sông Cổ Chiên tại Hưng Mỹ 7/1000, lớn hơn ngày hôm nay 0.4/1000. Trà Vinh 2.5/1000, lớn hơn ngày hôm nay 0.3/1000. Thời tiết biển, vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6 và cấp 8, biển động. Vùng biển Cà Mau, Kiên Giang và Phú Quốc mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 4, biển bình thường.